Hello các bạn, thì mình là Chuối đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi game Toilet. Sikwi đọc 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 jazz jazz, Sikwi đọc đếp đếp đếp. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình là Chuối đây. Thì trước khi vào clip, mong các bạn bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì clip hôm nay, mình sẽ vào vai một người gọi là vừa vào game và là mới chơi. Đây, cái số coin này coi như là các bạn không biết gì đi. Có gì mình lấy gọi là cái gì mình che cái số coin này đi nhá. Đấy, nói chung là mình sẽ vào vai một người mới chơi như các bạn mới chơi luôn. Không có gì cả. Truy cập ngay chuối roblox.com để sở hữu những unit cực kỳ hot. Ngoài độ uy tín ra thì bên mình còn có tốc độ trả đơn cực kỳ nhanh. Nên là các bạn yên tâm nhá. Thì như tiêu đề ấy, mình sẽ làm sao, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để gọi là có unit xịn hoặc là ngon một cách nhanh nhất có thể nhá. Cái lúc trước ấy, lúc mà chưa có update ấy thì là chưa có cái market play, cái mà để chúng ta gọi là đăng unit lên bán ấy. Thì lúc đấy mình nghĩ là các bạn sẽ cày unit khó hơn. Bởi vì sao? Các bạn sẽ phải gọi là đi chơi. Mà đi chơi thì các bạn sẽ phải đi farm coin này. Sau đó các bạn sẽ qua đây. Các bạn sẽ qua cái vòng summon này. Đây, cái vòng summon và các bạn sẽ sum nha. Mà cái tỷ lệ ra mấy con unit ngon thì nó gọi là rất là thấp các bạn ạ. Ngay cả con len này các bạn chỉ có 2% thôi. Đây là mình còn có game pass rồi. Mình có game pass mà nó còn 2%. Đấy. Và con len này các bạn gọi là mang đi dây thì tùy, như con mây này thì cũng ổn. Con mây này thì ngon. Còn những con khác thì mình không biết. Đấy. Thì gọi là chuyên mục chính của chúng ta là làm sao để chúng ta kiếm được game để mà có thể qua market để gọi là mua và bán. Thì đây chúng ta sẽ vào cái phần quét. Đấy thì các bạn thấy không? Như mình đây là mình đã làm được một số quét rồi. Thì đối với các bạn mới vào ấy, các bạn sẽ phải làm sao? Các bạn sẽ phải nhìn mấy cái này. Các bạn sẽ nhìn gọi là cái tên mấy cái quest này, các bạn sẽ làm theo những cái play 25 unit này là các bạn gọi là play này giữ này bán lên. Nói chung các bạn làm được 25, các bạn sử dụng 55 game này. Có summon 10 unit, có nghĩa là các bạn sẽ phải summon 1000 coin là được 10 con unit. À không, 900 coin là được 10 con unit rồi. Tiếp tục là summon epic unit. À, trong cái 10 đấy mà các bạn ra được một con epic ấy, là các bạn được thêm 5 game. Dưới đây là cái gọi là nhiệm vụ tuần. Đấy mà một tuần các bạn chỉ làm được một cái này thôi. Đây 4 ngày sau reset đây này. Thì AFK farm là 360 phút khoảng bao nhiêu? À, khoảng 6 tiếng là các bạn được 20 game. Chơi 180 phút là chơi 3 tiếng là các bạn sẽ được 20 game. Summon được 1 unit len là các bạn được 20 game. Win 10 match chỉ là khoảng thắng 10 trận ấy. Các bạn sẽ được 20 game. Thì đối với các bạn mới vào thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ sở hữu con speaker man này thôi. Và các bạn sẽ phải làm sao? Các bạn sẽ cố gắng đi kiếm coin. Là bình thường win một trận các bạn cũng từ từ để mình xem thử. Nếu mà một trận easy là bao nhiêu coin ta? Thì như khoảng 200 coin à? À 50 coin. 10 trận là 500 coin và 20 trận sẽ là 1000 coin. Ừ. Các bạn cố gắng làm sao chơi 20 trận thắng đi thì các bạn sẽ nhận được luôn cái này. Cái nhiệm vụ này là khác nhau nha. Mỗi người sẽ có nhiệm vụ khác nhau nha chứ không giống nhau hết đâu. Đấy, ví dụ như là mình đã cày được 1000 coin rồi đi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ qua đây. Mình summon và mình bán thêm mấy con này đi. Mình nghĩ là chỉ để lại con epic thôi. À con len để có gì mình còn gọi là mang đi bán. Bây giờ mình sẽ sử dụng coi như là mình cày được 1000 coin nhá. Bây giờ mình sẽ summon ra. Ui rồi được đúng một con epic, hai cả trưởng, a à, còn một pha nữa, một pha 100, ui giời ơi, đấy là coi như sau khi mình cày được 1000 coin, mình sum được một con epic này, sau đó mình sẽ nhận được, đây, coi như mấy cái này mình làm hết nhá, mình sẽ nhận hết để xem mình được bao nhiêu nha. Ok, và hiện tại mình đã được 55 game rồi các bạn, mới cái vốn như này, thì vào một con epic này mình sẽ gọi là đi làm sao, mình sẽ đi qua market play. Để gọi là cố gắng buôn bán để kiếm được unit ngon. Cái market play này bây giờ gọi là có ra thành ra dễ cho mấy bạn mới chơi đấy. Hồi trước là hơi khó cho mấy bạn mới chơi, các bạn thấy không? Đấy, cày 20 trận win các bạn mới summon được một phát hạt đen như mình ấy thì giống mỗi con epic. Còn hên thì không biết. À và cái nếu mà các bạn muốn gọi là giờ nào đông ấy, bạn nên lựa mấy cái giờ như là tối muộn hoặc là kiểu ấy đông người trong đây nhá. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng này. Quan trọng bây giờ khi vào đây ấy, các bạn có săn sale được con unit nào giá rẻ
À đến lúc các bạn bán được giá cao không cơ. Đây bây giờ mình sẽ săn ở đây nhá. Mình sẽ cố gắng săn ở đây. Ui rồi, còn con đắt thôi các bạn. À, giá không ngon. À và với cả mỗi cái này nhá, server sẽ là khác nhau các bạn ạ. Đấy, gọi là sao, một server những người bán thì sẽ có như này, và chúng ta sang server khác thì sẽ là bán khác đi nhá. Với 55 game này bây giờ mình vốn mình hơi thấp. Đấy, bây giờ mình đang gọi là hướng dẫn cho các bạn mới chơi thì mới vốn hơi thấp này thì hơi khó các bạn ạ. Thử xem nào. Ui toàn con đắt thôi. Có lẽ mình sẽ đổi server để xem server nào ngon nhá. Nào thử xem server này có thể ổn không. Thì sẽ phải đi tham khảo các bạn. Xem server nào ngon mình mới sell được nhá. Quan trọng là mình sẽ phải săn sale được một cách ngon nghẻ nhất cơ các bạn ạ. Bên đây con rocket 80 thì mình sẽ bán con rocket của mình giá 8 game thôi. Đấy, đây là một gọi là chiến thuật gọi là sale nha các bạn. Bạn sẽ làm sao, các bạn sẽ bán gọi là canh làm sao để bán rẻ hơn người khác nha. À, con này không này. Con những con không game các bạn cứ múc hết về cho mình. Các bạn sell lên 1 game. 5 à? 5 thì sell 1 thôi, con này 1 game là cũng đáng rồi các bạn. Đấy. Đối với những con mà không game ấy thì các bạn sẽ cố gắng mua luôn. Các bạn về bán 1 game thôi. Biết đâu có người mua thì các bạn vẫn được 1 game đúng không? Chúng ta gọi là sẽ tích tiểu thành đại các bạn ạ. Đây là chúng ta đang đi từ con số 0 lên mà, nên là 1 game bây giờ cũng phí nha. Bây giờ mình sẽ gọi là săn luôn ở server này đi. Mình sẽ gọi là ngủ server này luôn, ăn ngủ ở server này để xem có con nào ngon không. Với cái việc này mình sẽ phải lướt đi lướt lại cái này thôi. À mình đi tham khảo giá luôn, đi xem giá rổ mấy con này thế nào. Hơi đắt, này 50 nhưng mà phải mua này. 25 đua pass. Xem con nào rẻ rẻ mà nó lệch giá đi nha. Ví dụ mà xem, để mình xem, để mình ví dụ cho các bạn xem nào. Con nào mà lệch hẳn giá đi nha. Có nhờ. Đây, nhưng mấy con một này mình đang sale này. Đấy các bạn thấy không, lệch hẳn giá đi luôn. Không quan trọng có ai mua con này không ý chứ. Tí mình xem mình bú được con nào không game nữa không. Cứ con không game là các bạn bú hết cho mình. Bởi vì sao, chúng ta đâu có mất gì đâu. Chúng ta mất không game, biết đâu về chúng ta bán được một game đúng không. Thế thôi cứ gom lại thôi. Mình nghĩ sẽ phải gọi là săn hơi lâu đấy, nên là mình nghĩ mình sẽ sở kiếp đoạn này xem nào. Cái mua cái này cơ bản cái này là chúng ta sẽ phải hơi mất thời gian. Hồi nãy giờ có chỉ thế này đấy các bạn. Thì thay đổi cả. Nói chung là hơi khoai. Bây giờ mình sẽ cố gắng săn làm sao để đủ là mục tiêu là 100 game cho đi. Hoặc là mình sẽ đổi sang server khác các bạn. Và bây giờ mình phải bán được hai con này đó. Đây, quan trọng là mình phải bán được hai con này để lấy 9 game đấy các bạn. Để lấy vốn đó. Lấy vốn để còn nhảy server đi săn. Đang đợi server này bán, nhưng mà tại vì server này con này của mình đang là rẻ hơn. Đấy nên là con này của mình cũng đang là rẻ thì là mình sẽ bán dễ hơn. Quan trọng là mình sẽ săn mấy con không đồng các bạn, mấy con không game ấy. Ui một, mua luôn. Đấy các bạn thấy không, săn sale đẳng cấp. Ui, bây giờ mình sẽ bán 10 game, rẻ hơn 5 game rồi. Đấy cái này, tí kiểu gì cũng có người mua các bạn, tại vì nó đang rẻ hơn khá là nhiều. Ui, rẻ hơn khoảng 15 game thế này bán, khá ok lao luôn đấy chứ. Mất một game để săn được một con này thôi. Đây là một này. Đấy nhở. Mình cứ phải lướt đi lướt lại thôi. Ui các bạn, mình vừa mua lại được thêm một con không game đấy. Tính ra là ngon chi cả. Đấy. Và cứ ui đây nữa. Mua luôn. Mình sẽ mua thêm mấy con không game và về mình bán một game thôi. Để ăn lời thôi. Cứ thế thôi. Ui không game. Con luôn đi chứ. Đúng là gọi là săn sale đẳng cấp các bạn ạ. Chúng ta mất không game mà chúng ta lời được một game. À đủ đây đâu. Ui cái này bán nhiều đấy. Bú hết luôn. Bú hết. Kiểu như bạn này đang gọi là cho free ấy các bạn ạ. Đang gọi là ui. Ở tóc. Con này bán 2 game mà thế. Mình vẫn bán 1 game thôi. Mình cứ mua không game về mình bán 1 game thôi đúng không các bạn. Tội gì. Ui. Bú hết. Một game là mình bú hết. Ô, mình vừa bán được con gì ấy. Xong mình vẫn 54 game thế này. Mình vừa bán được con gì các bạn. Mình vẫn 54 game nhỉ.
Sao nó không hiện lên cái bảng là mình bán được cái gì cơ? Kiểu mình săn, ui, farm, con. Ui, con farm này mình bú này, con farm này là mình bú này. 10 game luôn, ok la luôn, ui, tính ra là đã nha các bạn. Ui, con farm ngon này, bán 10 game là lời rồi, không nghe bán 10 game. Cũng là săn sale đẳng cấp các bạn. Ui, này, ui. Cú liền, cú liền. Bán 25 game, ui. Không, bán 20 thôi, bán 20 game thôi. Bán đúng 20 game thôi. Cũng như tính nhân thôi. Ngon nha. Ngon nha, ngon nha. Ui các bạn ơi, lại giờ mình ngồi gọi là vừa săn vừa bán. Mình còn đúng duy nhất một cái con nhện này thôi. Là mình không bán được các bạn. Là mình đã sở hữu 98 game rồi. Tính ra vốn của mình là bao nhiêu? Là 55 game mà lên 98 là mình có khoảng bao nhiêu game các bạn? 55 là 43 game à? Bây giờ mình mà bán con nhện này à, nhện này giá rẻ nhất là đang là mình với giá 10 game mà không ăn con ta. Thì mình hạ giá xuống nhỉ. Bây giờ mình hạ xuống 2 game cũng được cho nó tròn. Thì các bạn thấy không? Nhưng mà gọi là hơi mất thời gian ngồi hơi lâu một tí. Ui tính ra mình vừa bú được cái farm ngon. Bú được cái farm 1 game mà bán rẻ hơn. Ngon hơn nha. Thì là quan trọng là mình bán nó con này thôi. Hoặc là mình sẽ chuyển server. Và mình lại săn sale tiếp. Ăn những con không game và những con gọi là mình cảm thấy cực kỳ rẻ mà ngon nhá. Em vừa này mình nghĩ hết rồi đấy, hết con ngon rồi đấy. Ui bây giờ mà săn được một con mythic này mình đổi đời luôn các bạn ạ. Ui trời con kata máy chém à, ui. Em phải săn được một con để đổi đời cơ. Ui bây giờ mình sẽ thử sang server khác thử nhá. Mình sẽ về lobby này và mình sẽ vào lại server thử nhá. Cái công đoạn này gọi là đi săn sale liền là hơi mất thời gian các bạn ạ. Vì chúng ta sẽ phải ao ra vào lại khá là nhiều lần. Và các bạn gọi là ví dụ có bạn bè ấy, các bạn hủy bớt bạn bè đi để đỡ vào lại server cũ ấy. Ví dụ có bạn bè thì nó sẽ đề xuất chúng ta vào lại server mà có bạn bè nhé. Nói chung là các bạn vào được mấy server nước ngoài thì sẽ ngon hơn. Bên nước ngoài gọi là hay theo sập sàn cho chúng ta săn. Xem nào. Bên này, ôi con nhện của mình vẫn đang bán không? Con nhện mình vẫn đang bán với giá 10 anh em đây. Ôi vẫn là server đấy à? Đùa. Thế làm sao để sang đến server khác nhỉ? Thôi nói chung là mình sẽ cố bán lốt con nhện này. Nghĩa mình sẽ hạ giá đi. Để gọi là khoảng 200 game thôi. À nhầm 2 game thôi. Mình sẽ sale sập sàn. Play không các bạn? Để gọi là còn 100 game thôi. Không rồi nếu mà các bạn muốn ý, các bạn muốn mình làm tiếp series này ý, mình sẽ gọi là làm tiếp. Và sao? Mình sẽ cố gắng từ 100 game mình sẽ cố gắng là sale. Ui các bạn thấy không, vừa bán có ông mua luôn này các bạn thấy không. Ui rồi tính ra lại mình mua 1 game mình bán 2 game lại thì cũng 1 game, như thế mình bán 5 game để cứu không nhỉ. Tôi nói chung con đấy mình gọi là sale sập sàn cho còn 100 game từ sàn. Ui bú lẹ, bú lẹ bán liền giá 5 game, bán liền giá 5 game. Đang định off rồi đấy, đang định ngừng clip rồi đấy. Mà sao tự nhiên đủ được con ép một game. Ui, các bạn thấy không? Bán luôn sợ. Đẳng cấp sale, đẳng cấp sale. Tip pro chưa các bạn? Đấy các bạn, gọi là săn sale này các bạn sẽ nhanh giàu thôi. Nếu mà vốn to ấy, thì các bạn sẽ săn mấy con to. Còn vốn nhỏ, đây là mình đang đi, đang gọi là hướng dẫn các bạn đi từ con số 0 nhá. Thì vốn hơi nhỏ nên chúng ta sẽ tích tiểu thành đại. Ôi giời, thôi hết rồi các bạn, mình nghĩ là hết rồi đấy. Hết. Không có con nào sale sập sàn đâu. Thôi, nói chung clip này của mình đến đây là kết thúc. Mình đã săn được khoảng 50 game. Tính ra từ con số 0 luôn đi, tại vì cái quest này thì không tính rồi các bạn. Quest này thì không tính làm gì rồi. Ok, và nếu các bạn muốn mình làm tiếp series này từ 100 game lên khoảng 500 game hay là 1000 game thì các bạn nhớ comment lại bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo. Bye bye!